Gocongnghe.com xin chào tất cả anh em nhé. Ở dưới tay mình đây là một cái sản phẩm mình không biết là nó mới ra hay là nó có lâu rồi. Mà tự dưng lướt trên Face thấy có ông bán cái gọi là cái chắn bụi đầu khoan đấy, khoan bê tông ấy. Đấy thì mình thấy cũng tiện và hợp lý, mình mua lên hai cái. Đấy thì hôm nay mình sẽ bung cái này ra và dùng thử để xem nó có thực sự hiệu quả không anh em nhé. Thì nó quảng cáo nó như cái phễu bằng cao su ấy, khi em cắm lên cái đầu khoan ấy thì là nó sẽ bao nhiêu bụi anh em khoan ấy, bình thường nó rơi xuống sàn nhà hoặc là nó sẽ bắn tung tóe đi, nó bụi mù lên ấy. Đấy thì mình sợ nó bụi bặm vào người ngợm rồi rơi xuống sàn nhà. Ở bên mình thì là góc công nghệ hay đi thi công những cái camera này rồi lắp đặt máy chiếu cho trường học đấy, thì nó rất là bụi bặm. Đấy thì cái này mình mua hai cái, cả ship là 90.000. Bây giờ đây hình thù của nó. Ui ui à, rơi đâu là lắm răng đấy, hết rồi. Đây nên cái chắn bụi mũi khoan nó như thế này, đây nó như là cái pha đèn đấy, nó như thế này này. Tí là mình sẽ cắm vào khoan test thử cho anh em xem, nó như không khác thì cái cao su giảm xóc của những cái giảm xóc của xe máy cả. Đây, có cái hóa đơn thì sao này. Thiết bị nhà thông minh. Ok. Không tính. Cái này là cái gioăng để ấy này, chắc là để cho vào đây thì phải. Cũng chả biết cái này để làm cái quái gì. Ok, cái trắng trắng này này. Cái này cái để ra ở phía, cái này thì cũng thế, hai cái giống nhau. Mình mua thì bởi vì nó rẻ quá nên mua một cái thì để ship 30.000 thì nó cũng hòa nhau, thế là mình mua hai cái 60.000 và ship 30. Thế là tổng số là 90.000. Đấy, nó chỉ thế này thôi. Chắn bụi mũ khoan là như này. Cái mũ khoan nó sẽ xiên vào trong này. Đấy, bây giờ mình sẽ lắp thử cái mũ khoan anh em xem. Mình mũ khoan xiên vào đây, em khoan đến đâu thì khoan càng sâu thì cái này nó càng lén lén vào như này. Đấy thì bụi nó vẫn giữ ở trong những cái rãnh này, chắc là thế. Mình hiểu lôm la nguyên lý hoạt động nó là thế đó. Đấy thì cái là úp sát vào tường này, khoan tẹt bô này dí nó cũng không bị bụi. Đấy thì bây giờ mình sẽ test thử anh em xem nhá. Phích phích phích. Đây chính là chiếc khoan Bosch của mình. Bây giờ mình sẽ thử test cái chắn bụi mũ khoan này, anh em để ý này. Đi không có nó trắng phớ luôn. Cái này khoan ở trên trần đấy. Khoan ở trên tầng cứ thế này khoan lên thì bao nhiêu là xi măng nó đổ hết xuống đây. Mình cả cái khoan nó trắng phớ hết ra này, nó bẩn cả khoan, bẩn cả người cơ. Mình sẽ test thử cái mũ khoan này. Đây là cái mũ khoan 8. Mình sẽ thử về. Và sẽ cho cái chắn mũi khoan vào. Đây. Hay là phải cho cái này vào nó mới chặt ra nhỉ? Mình nghĩ là nó chỉ để thế này thôi. Bởi vì nếu mà chặt thì khoan nó xoay cả cái ngoài. Bởi vì nếu mà cho cái này chặt vào nhá thì khoan nó quay, nó sẽ xoay cả cái ngoài này thì khoan nó quái. Thì bây giờ nó quay nào là bao nhiêu bụi nó rơi vào đây, rơi vào trong cái vòng này. Đây, anh em ấn càng sâu, khi anh em để bình thường là nó như này, khi khoan xong là nó cứ tụt dần vào như này, sâu vào tường thì nó sẽ tụt vào như này vẫn đấy, nhưng mà sâu quá là sẽ không khoan được đâu. Đây, mình theo mình thấy là như này, khi anh em không khoan là nó như này, khi khoan kịch nó đến đây kịch rồi, nó chỉ đến đây thôi, nó ăn mất một nửa cái mũ khoan. Đôi khi bỏ ra anh em khoan đến tận đây nhưng mà cho này vào chắn bụi thì nó chỉ khoan được một nửa cái mũ khoan thôi, anh em cân nhắc đấy. Bởi vì có nhiều anh em chế bằng cái chai ấy,
cái chai gọi là chai nước ngọt lít rưỡi cắt xong cho vào tường, cái đấy chắn bụng cũng được nhưng mà nó lại phải giữ, nó lại phải giữ một tay giữ chai một tay giữ khoan, nó lại rất là vất vả. Còn cái này thì tí nữa mình sẽ khoan thử anh em xem. Cái này thì quá nhưng mà phải giữ đúng không, cứ thế này thôi mà cầm bắn này, ví dụ như này đấy, cứ cầm cái này mà dí vào tường thôi chứ không phải giữ. Thiết kế cái đầu mũ khoan là nó thế. Thì sau đây anh em sẽ theo dõi clip, mình sẽ đi test thử cái khoan thử cái này xem có thực sự là chắn bụi không nhá, hay là vẫn bụi như thường. Ở đây thì mình có cái mũ khoan ngắn tí như này, nó cho vào cái này chắc không khoan vừa đấy. Nhìn nó sẽ hết hết luôn, không khoan được, nên mình thay thử anh em xem. Đây đây là một mũi khoan ngắn, mũi khoan 6 đây, cho cái này nào. Hết hết luôn, không đủ để khoan, bởi mũi khoan ngắn là sẽ không dùng được cái này. Cái này chắc là thích hợp với cái mấy ông to to ấy, mà to quá lại không vừa. Mình nghĩ là cái này không khả thi, mình mua thử thôi. Nếu anh em nào mà có định có mua cái này thì cân nhắc lại nhé, bởi vì mũi khoan dài mới qua được, dài như cái này thì khoan được một nửa, có đâu mà dài thì lại to hơn thì lại không vừa cái lỗ này, lỗ này là vẫn hơi rộng, mình có mũi khoan to và dài hơn nữa. Ví dụ như cái này, đây là mũi 12 vẫn vừa vẫn rộng, khoan thoải mái là hợp lý này. Nhưng mà khi anh em mà khoan đến cái mũi này đây to chưa, thì là mũi này rất bụi, cực kỳ bụi luôn, nhưng mà rất tiếc không vừa ông này được. Anh em nhìn xem đấy, hoặc là phải chơi kiểu khác, anh em chơi kiểu này cho mình đúc qua đây xong lắp vào đây có lẽ là đấy, cái này có lẽ được. Em phải chơi kiểu khác, cắm từ đít nó xuống và cắm như này cho mình ok. Nhưng mà khi nó khoan đến đây ấy, từ cái đoạn này đến đoạn này anh em hít đủ bụi ở đây, khoan anh em khoan trên trần từ đây đây hít đủ bụi, trừ khi đến lúc nào bụi khoan ngập đây và cái vành này nó ốp vào tường thì bụi nó nằm ở trong này, còn không á từ đây đây đã ăn đủ bụi rồi. Cái này nó trông không khả thi đâu, bấm này xuống rút ra đấy, chẳng hạn. Đấy thì sau đây mình sẽ đi khoan thử cho anh em xem nhé. Rồi. Của mình đi khoan thử, đi kiếm thôi đường tất ở cả đâu nhé, khoan trở lại với góc công nghệ thì bây giờ mình sẽ tìm cái không tìm được chỗ nào để khoan cả, bởi vì đâu cũng tường đẹp hết rồi không thể khoan được, thì bây giờ sẽ khoan một cái quả tạ này. Quả tạ làm bê tông nhá, khoan thử đây. Vừa cắm điện ở đây. Đây, cái chắn bụi đây, bây giờ sẽ thử xem nó có sự chắn bụi không nhá. Nó gần nuôi đây anh em nhìn. Mình sẽ khoan vào cái cục kia. Và anh em để ý là dưới sân rất là sạch đúng không? Giờ khoan thì có bẩn sân không được biết ngay liền nhá, chỗ này là sạch nhá. Đó, bây giờ sẽ khoan thôi. Để ý là hiện tại là có một cái sân,
và nó cũng có bụi ở trong này. Nhưng mà bởi vì bụi ở kia thì là do cái mũi khoan nó cao, lúc chưa chụp cái này vào thì bụi nó ở đấy, nó vẫn ra. Nói chung là đây có bụi đây đấy, chung là nó cũng có đỡ nhưng mà không đỡ được tối đa. Mình khoan cái quả tạ này, nó thủng sang bên này này. Nếu mà khoan từ dưới lên thì chắc đỡ được hết. Đây thì bây giờ mình sẽ thử khoan từ dưới lên. Mình sẽ chuyển ra cái chỗ này, chỗ gạch sạch này, bây giờ mình sẽ khoan từ dưới lên cho đỡ, chắc chắn là sẽ đỡ được hết. Ở đây nó khoan từ dưới lên, giống như anh em đi khoan ở trên trần đấy. Nhấc ra thì không còn bụi ở đây nữa, bụi được làm hết sạch ở trong này luôn. Để ý này, trong lỗ này này nó có cái gờ lên này, bao nhiêu bụi nó sẽ rơi vào đây, gờ đây này, rơi vào đây này. Nó có cái gờ mắc ở đây, nó không rơi vào mũi khoan, nó chỉ rơi xung quanh ấy thôi. Đấy, cho anh em xem này. Đấy, bụi này. Đó. Lên chính là cái bụi hở. Đúng được. Cái này thì ngon nhất là khoan ở trên trần rơi xuống ấy. Đa số như cái đấy thì mới cần cái bụi này thôi, để nó đổ. Nó khoan nó đổ từ đầu đổ xuống mà. Đấy. Khá nhiều bụi này. Thử quả tạ thủng đây này. Thủng đây. Xuyên qua cả bên này. Đấy, trong clip ngày hôm nay thì mình đã gọi là test thử cái khoan, cái chắn đầu bụi mũi khoan này xem có hiệu quả không. Mà thực sự hiệu quả nhất là khi anh em khoan từ trên xuống, từ dưới lên này thì hiệu quả nhất. Còn đâu khoan ngang thì nó vẫn rơi, khoan ngang là rơi chỗ kia kìa. Khoan từ trên xuống thì gần như là nó không có, chỉ bắn tí tí thôi. Cái này nói chung là được anh em ạ. Thôi cảm ơn tất cả anh em đã quan tâm theo dõi video của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em những video sau. Bye.